Hôm nay Trượng xin giới thiệu với các bạn một cái nút dây và là nút kéo gỗ. Nút này là những người thợ rừng hay sử dụng để buộc vào những cái khúc gỗ lớn để kéo di chuyển nó ra khỏi rừng. Nhưng mà đối với hướng đại chúng ta thì chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong cái việc cột một cái võng để nằm và tháo nó ra thật nhanh khi cần phải rút đi. Thì đầu tiên là chúng ta vòng cái đầu dây vào một cái thân cây tròn. Tiếp theo là chúng ta đặt dây từ bên đầu dây ngắn bên dưới đoạn dây dài, chúng ta kéo lên. Chúng ta tạo thành một cái một vòng. Sau đó chúng ta tiếp tục luồn dây từ phía dưới lên, tiếp tục luồn lần thứ hai. Chúng ta đã tạo ra được một cái nút kéo gỗ. Và để thực hiện cái nút kéo gỗ này, chúng ta dịch chuyển sao cho cái phần khoen này nó nằm vào vị trí sát vào thân cây. Và khi chúng ta dùng lực để kéo thì lực sẽ tác động vào dây. Dây sẽ ép xuống làm cho không bị tuột. Dù lực càng lớn thì dây càng bị ép mạnh vào thân cây, cho nên nó sẽ tạo ra một cái nút dây rất là chắc. Lực càng kéo thì càng chắc. Nếu mà chúng ta để cái phần này dịch chuyển sang bên này, nó chắc quá rồi, thì khi chúng ta tháo thì chúng ta chỉ việc kéo cái đầu dây dài qua một bên và kéo cái vòng này theo nó, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái khoảng hở để tháo dây ra. Trường hợp thứ hai để dễ tháo hơn thì chúng ta cũng làm y như trên qua đây, nhưng chúng ta gập đôi đầu dây lại, chúng ta luồn vào đây, chỉ cần một vòng thôi cũng được. Còn nếu mà để cho chắc chắn thì chúng ta lại vòng vào một lần thứ hai, nhưng mà ở đây trường hợp chỉ cần một vòng thôi, thì chúng ta dịch chuyển sang đây, làm sao cho khi lực kéo xuống nó ép lên đây và nó không tuột được. Càng lực càng lớn, sức nặng của cái võng càng lớn thì nó càng ép vào thân cây. Và khi tháo, chúng ta chỉ việc giật đầu dây ra là lấy được cái dây võng hoặc là cái đoạn dây mà chúng ta cột vào cái khúc cây. Và cái hướng dẫn sử dụng nút kéo gỗ đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.